Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Thú Vlog nha. Xin chào mọi người à, Hôm nay thì em cũng xin giới thiệu với các cô chú anh chị em và kể về cái quá trình hình thành à, Cái thú chơi và đam mê con chó Sù Bắc Hà cho mọi người cận kẽ Đấy, về cái đường đi à, nước bước và cái công cuộc phát triển con chó bản địa như con chó Sù Bắc Hà ở trên cao nguyên Lâm Viên hay còn gọi là Lâm đồng của em À, thì à, <laughs> từ năm 2009 nghìn thì à, em cũng à, đã được làm việc và công tác ở ngoài tây bắc à, trong một thời gian nó cũng à, đủ lâu khá là lâu đấy, trong vòng khoảng tầm từ 2 đến 3 năm đấy, thì à, nói chung là là một người con của xứ bắc thì em cũng à, có những cái máu à, đam mê nghệ thuật và cũng đam mê gọi là à, chó chim gà cảnh các kiểu đó. <laughs> thì nói với các cô chú anh chị em à, là như thế. Đấy, thì em cũng có tìm hiểu à, giống chó Sù Bắc Hà và cũng giống như là tìm hiểu cái giống chó Hơ Mông Cọc. thì à, từ cái ngày đó đến giờ thì em nói thật mọi người từ năm 2009 đến năm 2010 và đến năm 2011 à 11 12 gì đó thì cái con chó Sù Bắc Hà hay con chó Mông Cọc ấy thì giá của nó rất là rẻ em vẫn còn nhớ như in là cái tháng lương đầu tiên em được phát vào cái thời điểm đó là 2 triệu mươi nghìn đó thì em ra chợ uh, chợ chợ phiên của Hà Giang em cũng không nhớ tên là cái chợ phiên đó là chợ phiên gì thì em mua hai con chó xù Đấy, em nói thẳng là chó xù thì người ta gọi là chó Bắc Hà Đấy, và một con chó cọc đuôi một con chó cọc đuôi đó thì là, là con chó cọc đuôi màu đen và hai con chó xù cái thì một con chó màu hơi vàng vàng và một cái con chó À, màu nó cũng uh, linh tinh lung tung, ấy. nó cũng xám xám rồi nó đen đen rồi các kiểu, đấy đó. thì uh, trong cái quá trình mà nuôi dưỡng hai con chó đó thì uh, cái niềm đam mê về những cái con chó dài lông dài uh, ở em thì nó thấy là nó rất là đẹp, thấy là hòa nhã, thì uh, em muốn uh, uh, siêu tầm và em muốn chuyên sâu hơn. thì em nói thẳng với các cô chú anh chị em là cái lịch sử và hình thành phát triển của cái con chó Sù bắc hà này nó rất là thăng trầm nha các cô chú anh chị em. Từ cái ngày em 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 biết và em nuôi và em mang nó về ở trong lâm đồng này là năm 2012. Đấy, năm 2009 đã nuôi rồi nhưng để mang về lâm đồng là năm 2012 thì thực sự phải chia sẻ với các cô chú anh chị em là ngày đó mà mang chó chuyển vùng về không tiêm vaccine, chưa tiếp cận được với vaccine, chưa tiếp cận được với một số những các loại thuốc phát triển như bây giờ để chữa bệnh cho con chó. Thì con con chó chuyển vùng và mang vào Lâm Đồng này thì rất dễ bị chết. Đấy, có con thì khoảng tầm tháng, hai tháng là chết. Có con khoảng tầm tuần, về được tuần, 2 tuần là cũng chết. Đấy, đó Thì uh... <laughs> thì em cũng rất là cố gắng, rất là cố gắng để nuôi dưỡng nó. Và cái con chó Sù Bắc Hà này thì từ cái năm đó đến tận mãi, năm 2018, 2019. Thì cái con chó Sù Bắc Hà bắt đầu tiếp cận với bản tiêu chuẩn của VKA. Và VKA muốn phát triển và lưu giữ nguồn gen của con chó Sù Bắc Hà này Người ta đã à, quy tập và, và phát triển lên cái bản tiêu chuẩn Viết lên cái bản tiêu chuẩn Thì cái con chó Sù Bắc Hà lúc đó nó mới có nhiều những cái giá trị để Cho đến tận bây giờ Vượt ngưỡng giá trị Đấy, Thì em nói thẳng với mọi người là Cái giá cả của con chó Sù Bắc Hà ngày xưa nó rẻ mạt lắm Con nào mà đẹp đẽ nhất ấy, mới được khoảng tầm 5-6 triệu Còn con nào trung bình cứ 10, cứ một triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu đấy còn cái ngày mà em kể với các cô chú anh chị em từ năm 2009 chín là em mua lúc đó có trăm rưỡi trăm rưỡi hai trăm nghìn một con chó đó, thì lúc đó thì nói chung là so với những cái năm 2009 đến 2015 16 hoặc là 18 thì cái đồng tiền của nó rất rất là giá trị chứ không phải là 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 giống như là đồng tiền bây giờ đâu đồng tiền bây giờ thì chả cần phải em nói thì các cô chú anh chị em cũng cảm nhận là nó đang bị mất giá dần dần bị mất giá trị đi rất là nhiều đấy chứ không phải là không Đấy, thì cái con chó Sưu Bắc Hà thì nó đang có một cái bước đi và đang có một cái nền tảng rất là vững chắc về giá Nó không nên ảo giống như cái con mông cọc Con mông cọc thì nó đang hiện giờ nó đang bị hệ lụy về cái quá trình ảo từ năm 2016 đến tận tận năm 2019 Nổ ra một cái cuộc thi và từ lúc đó đến giờ là nó, nó bị vỡ trận Nó giống như là bị vỡ trận đó, Thì ở ngoài những cái hệ lụy đó thì con chó mông cọc nó còn có những cái hệ lụy xu thế về những cái bước nhân giống và những cái quá trình thương mại hóa ảnh hưởng về cái kinh tế đồng tiền quá nhiều cho nên là nó gây ra những cái kiểu gen và định hình của con chó mông cọc là bị lệch lạc đấy còn con chó su bắc hà thì nói thẳng với mọi người là nó không có giá như con chó mông cọc tại vì nó chưa được đưa vào trong cái quá trình phát triển của hiệp hội chó giống việt nam là vka cho nên là cái mức giá của nó đôi khi nó còn kém hơn con phú quốc con phú quốc là con được viết bản tiêu chuẩn đầu tiên cho nên nó phổ rộng về cái quá trình gen và phổ rộng về cái quá trình phát triển trên toàn đất nước việt nam về cái con chó bản địa phú quốc là nhiều là rộng đấy còn cái con bắc hà thì nói chung nhiều người bảo là tú ơi xứ nóng có nuôi được không hay là vùng nóng có nuôi được không thì em phải nói với các cô chú anh chị em không phải em nuôi bắc hà mà em tôn thờ nó hay em nói tốt về nó con chó su bắc hà là một con chó nhiều lông nhưng có cái chế độ à, cơ địa và cái nguồn gốc gen của nó thích nghi với mọi địa hình địa chất và địa vật ngoại cảnh rất là tốt mọi người cứ thử nuôi mọi người sẽ biết nó thích nghi rất là tốt tính tình của nó thì lại cực kỳ hòa nhã và thân thiện và phù hợp đối với người già trẻ nhỏ cho nên là nó mang lại một cái sự yên tâm nhất định hơn con chó mông cộc rất là nhiều còn đối với cái con chó bản địa của Việt Nam về cái con chó Phú Quốc ấy, thì em luôn luôn nói nếu mà các cô chú anh chị em muốn nuôi cho Phú Quốc thì mọi người phải có một cái niềm đam mê về bơi lội và săn bắt rất là nhiều thì mọi người mới phát triển được con chó Phú Quốc chứ cứ nuôi và nhốt nó ở trong một cái phạm vi thì mọi người thấy nó rất là rắc rối thứ nhất là nó hay đào bới thứ hai là nó hay nghịch ngợm và thứ ba là nó hay cắn xé rất là nhiều tại vì con chó Phú Quốc không thiên về nuôi vật cảnh và không thiên về nuôi ở một phạm vi hẹp tại vì nó là một con chó sinh ra là để săn bắt hái lượm đó cái từ hái lượm ở phía sau là em mô tả cho mọi người là nó là một cái con chó cổ đấy về kể cả thế giới người ta cũng công nhận rằng con phú quốc có kiểu hình và kiểu dạng giống như chó cổ chó săn cổ ngày xưa đấy đó là về chó bản địa phân tích cho các cô cho anh chị em thì như thế đấy, thì cũng quay lại với cái cái quá trình gọi là đam mê và phát triển của em thì cũng gặp được rất nhiều những cái khó khăn thứ nhất là tiếp cận với con chó không biết là đúng hay sai Đấy, thì thứ hai là tiếp cận với cái chế độ chữa bệnh thì lúc đó thì cũng không có 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 đi thú y thú yếc thì ở đây nó vẫn ở chỗ em thì nó vẫn chưa phát triển thì xảy ra những cái hệ lụy là chết những cái con chó rất là nhiều rất rất là nhiều chó khi chuyển vùng à, sau đó đến tận năm 2016 thì cũng có gặp một số những anh em tâm huyết ở Hà Nội đối với những cái con sù Bắc Hà thì cũng có câu lạc bộ thì em cũng tham gia một thời gian em cũng công tác tại Hà Nội, thành phố Hà Nội và ở cầu giấy. Đấy, thì em cũng hoạt động ở đó được khoảng tầm 3 đến 4 năm. À, thì được các anh khuyên và cũng cho đi rất nhiều nơi ở trên những cái vùng Tây Bắc để lựa chọn những cái con sù. và tìm gặp đến những anh em tìm gặp đến những uh, các bác chơi bác hà trước thì các bác có giao lưu chia sẻ lại những cái kinh nghiệm và chất lọc lại những con chó và từ đó thì mua chỉ có mua ở những các người tâm huyết và những các anh em mà có những con chó đẹp thì lúc đó thì trong cái cá nhân bản thân em thì đã định hình được cái con chó sù bác hà nó như thế nào tại vì lúc đó đã được tiếp xúc nhiều với hội nhóm đã được tiếp xúc nhiều với những người có kinh nghiệm và đã được tiếp xúc nhiều với những các anh em người ta cũng có tâm huyết và mình cũng đi và người ta mình cũng nhìn được những cái kiểu hình kiểu dạng của cái con chó xô Bắc Hà đấy cho nên là mình cũng cũng đã định hình được trong đầu mình là ừ con chó xô Bắc Hà nó có kiểu hình kiểu dạng như thế nào mặt mũi tai tiếp chân tay như thế nào nó khóa khiếp như thế nào là mình cũng đã hình dung và mừng tượng ra được rồi ở trong đầu óc của mình cho nên là từ lúc đó đến giờ là em luôn luôn là À, vừa mừng tượng ra đi mua chó là vừa tưởng tượng nó ở trong đầu là định hình con chó sù bắc hà của mình theo cốt cách nó như thế nào để mình mua để mình chấm điểm nó sau rồi mình về mình phối mình ghép rồi là mình chọn lựa chọn lọc ra đó thì nói chung là à, sau khi mà một cái quãng thời gian mà đã hiểu biết và đã chọn lọc được như thế rồi thì cái trại của em thì từng bước từng bước em lại học theo cái chế độ nhân giống của cái con Shiba Inu của Nhật Bản đấy thì cứ khoảng tầm À, đến đời thứ hai đến đời thứ ba thì em lại cho đến đời thứ ba từ thế hệ thứ hai đến thế hệ thứ ba kế cận và tiếp đó thì em lại cho cận huyết lại một lần nếu có nào có những cái kiểu gen và kiểu hình định dạng nó giống và nó sát với cái nét bản nhất đấy thì các cô chú anh chị em thì em cũng không phải tự hào rằng là đến giờ phút này là năm 2022 với một cái quãng phát triển là từ cái bước khởi đầu cho đến cái bước như ngày hôm nay là từ năm 2009 đến tận năm 2022 này thì các cô chú anh chị em em quay cho mọi người rất nhiều những cái video thì mọi người thấy rằng là cái kiểu hình kiểu dạng của cái con chó ở trại của em nó cũng na ná giống nhau khoảng tầm 90% rồi chứ không phải là sinh ra 10 con thì nó lại khác nhau đến 7 đến 8 con thì chúng ta đó là cái quá trình nhân giống của chúng ta nó đang còn có một cái lấn cấn gì đó chúng ta hãy nhìn vào những cái kiểu hình kiểu dạng của những cái con chó như Koki này, Gogi này, Akita này, Alaska này, hay là Shiba Inu này, hay Alabai này, hay Rottweiler này, hay Ngao Ý này thì chúng ta thấy rằng cái chế độ định hình kiểu hình kiểu dạng nguồn gen của nước ngoài nó là đồng nhất thì nó mới sinh ra những cái con chó nó có kiểu hình kiểu dạng đồng nhất được chứ không phải là chó ông ta là cứ con đẻ ra năm con thì cả bốn con khác nhau hay cả năm con đều khác nhau hoàn toàn, đó là kiểu hình kiểu dạng người ta, nó chưa được đồng nhất. Đấy, cho nên là khi mà làm được cái kết quả và thành quả này thì em cũng chia sẻ với các cô chú anh chị em là em cũng tốn hao công này, tốn của này và cũng mất rất nhiều thời gian. Đấy, cũng không có bán được trong những cái quãng thời gian đầu em nói thẳng với các cô chú anh chị em chia cho mọi người phần nào thôi, nhưng thực sự chính cái cá nhân bản thân em người ta muốn phối ra để người ta bán những cái con chó ngon, chó đẹp để người ta có giá cao, người ta thu lợi nhuận nhưng để làm những cái kiểu gen bản gen như thế để sinh ra những cái con chó thế hệ sau này nó có những cái kiểu hình kiểu dạng nó theo như là cái ý mình mong muốn thì các cô chú anh chị em phải để lại chứ không thể tính được nó bằng tiền. Đấy, cho nên là đến cái bước đường này thì em cũng mong rằng uh, chia sẻ với các cô chú anh chị em là cũng mong rằng cái con chó Sù Bắc Hà phát triển thật là bền vững. Nó có một cái giá cả thật là dễ mua, thật là dễ bán để cho kể cả những cái người nhân giống và kể cả những cái người mà muốn tiếp cận để chơi nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ tốt đẹp hơn chứ không phải là rất là ảo hiện nay thì em thấy nó rất là ảo rồi đấy chúng ta hãy rút ra những cái bài học từ cây cảnh từ cây hoa lan và từ những con chim à, bạch từ những con chim đột biến hay lan đột biến đó là những cái lời mà em muốn chia sẻ với các cô chú anh chị em đó, lịch sử hình thành thì em cũng không muốn nói chi tiết gì nhiều chỉ muốn nói sơ qua cho các cô chú anh chị em hiểu những cái vấn đề như vậy. Đấy, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em đã ủng hộ kênh, quan tâm đến kênh. À, xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo. chúc mọi người một ngày làm việc thật là tốt và thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. em xin chào mọi người nha.